Lệ Nam sắc nước hương trời dưới mưa, catwalk phải gọi là đỉnh của chóp. Top 16, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã có màn catwalk dưới mưa khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt. Vừa qua, đêm bán kết, Hoa khôi sông vàng 2022 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều mỹ nhân quen thuộc trong làng nhan sắc Việt như A hậu Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Kim Duyên, Thủy Tiên và Hoa hậu Ngọc Châu. Đặc biệt, có cả sự xuất hiện của những mỹ nhân từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như Thanh Khoa, Hoàng Phương và Lệ Nam. Người đẹp Tiền Giang đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập Talk The Dream của nhà thiết kế Võ Thành Can. Cô gây ấn tượng với đôi chân dài như kiếm nhật. Nhan sắc cực phẩm của Best Face Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hút chọn mọi ánh nhìn của khán giả tại sự kiện. Dù chỉ dừng lại ở vị trí top 16 chung cuộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nhưng sức hút của Lệ Nam đối với truyền thông sắc đẹp chưa từng hạ nhiệt. Tên của mỹ nhân Tiền Giang xuất hiện rộng rãi tại nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước như Teen Model Việt Nam, Hoa khôi sông vàng và nhiều sàn diễn thời trang khác. Mời quý độc giả xem thêm clip.